chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chính phủ khẳng định không để giá heo hơi giảm mà người tiêu dùng vẫn mua thịt giá cao. Việt Nam ứng dụng thành công kỹ thuật điều trị tĩnh mạch bằng can thiệp nội mạch. Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện lô hàng thiết bị y tế nhập lậu trên 3,2 tỷ đồng. Hà Nội, nhiều ý kiến băn khoăn, lo ngại về đề xuất di dời nhà máy xe lửa Gia Lâm lịch sử. Thưa quý vị, không thể để giá heo hơi giảm mà người tiêu dùng vẫn phải gánh giá cao. Đây là khẳng định của người phát ngôn chính phủ Mai Tiến Dũng tại buổi họp báo thường kỳ vào chiều ngày 4 tháng 5 trước nghịch lý đang diễn ra trên thị trường. Tại phiên họp báo chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2017, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, một thực tế đang diễn ra hiện nay, đó là trong khi giá thịt heo hơi xuống thấp, có thời điểm giảm sâu hơn 50%, người chăn nuôi lao đao, thì giá thịt heo bán tại các thành phố lớn, các siêu thị, các chợ vẫn ở mức cao. Có nơi giá thịt heo đến tay người tiêu dùng từ 80.000 đến 90.000 đồng một ký, thậm chí có nơi là 100.000 đồng một ký. Một cái điều là nghịch lý, là không thể nào mà giá thịt hơi xuống như thế, nhưng mà giá thịt lợn tại thị trường vẫn mức cao. Từ đó tinh thần của Thủ tướng là không để xảy ra trường hợp tương tự, thì yêu cầu các cơ quan chức năng phải làm rõ vấn đề này. Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, với sự chung tay của toàn xã hội, giá heo hơi đã nhích dần lên. Tuy nhiên, số thịt vượt nhu cầu hiện nay vẫn còn nhiều, với khoảng 400.000 tấn heo chuẩn bị xuất chuồng. Liên quan đến việc hỗ trợ cho bà con nông dân và doanh nghiệp chăn nuôi heo trong thời điểm khó khăn, đại diện Ngân hàng Nhà nước cũng đã thông tin về những chính sách giãn nợ, giảm lãi suất kịp thời. Tạm hoãn cũng như là giãn cái thời hạn trả nợ và không chuyển nợ nhóm, tức là vẫn giữ nguyên cái nhóm 1 với một cái thời hạn thích hợp cho cái việc tiêu thụ sản phẩm của mình. Cái thứ hai nữa là về vấn đề hỗ trợ cho cái lãi suất, thì đây cũng trên căn cứ vào cái khả năng tài chính của các ngân hàng thương mại, thì Ngân hàng Nhà nước cũng đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại để quan tâm và đặc biệt là xem xét từng trường hợp cụ thể để có thể có những cái biện pháp như là miễn hoặc là giảm lãi vay, kể cả những cái lãi suất nợ có hạn. Người phát ngôn của chính phủ cũng nhấn mạnh, nhìn rộng hơn, giá cả thị trường nông sản nói chung là một khâu yếu, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và tập trung khắc phục. Về lâu dài, cần triển khai các giải pháp hạ giá thành sản xuất, tăng cường chế biến sâu, điều chỉnh quy mô và cơ cấu chăn nuôi phù hợp với thị trường, tổ chức theo chuỗi giá trị. Tiếp theo chương trình là một thông tin khả quan cho ngành y học nước nhà. Thưa quý vị, trước đây, hội chứng chèn ép tĩnh mạch chậu được điều trị bằng phẫu thuật lớn, phức tạp, mất nhiều máu và gây nhiều đau đớn. Nhưng ngày nay, hội chứng này đã có thể điều trị qua can thiệp nội mạch chỉ qua một vết đâm kim. Sau mổ vài giờ, bệnh nhân có thể đi lại và xuất viện ngay trong ngày. Mỗi ngày, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tiếp nhận từ 80 đến 100 bệnh nhân mắc bệnh suy tĩnh mạch. Giữa năm 2015, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đăng ký với Bộ Y tế thực hiện kỹ thuật điều trị tĩnh mạch do tắc nghẽn bằng can thiệp nội mạch. Đến nay có khoảng 20 người bệnh đã được điều trị theo phương pháp này, cho thấy hiệu quả rõ rệt. Cái hội chứng này trước đây được điều trị bằng phẫu thuật mổ hở. Đây là phẫu thuật lớn, gây đau đớn, mất nhiều máu và thời gian nằm viện kéo dài. Thì cái phương pháp điều trị bằng can thiệp nội mạch, nó chỉ qua một vết đâm kim nhỏ mà không mất máu, không gây đau đớn và bệnh nhân có thể xuất viện ngày hôm sau. Việc áp dụng thành công phương pháp can thiệp nội mạch trong điều trị hội chứng chèn ép tĩnh mạch chậu đã mở ra một hướng cho việc điều trị các bệnh lý liên quan đến tĩnh mạch khác như hội chứng hậu huyết khối, hội chứng tắc tĩnh mạch chủ trên, hội chứng phù áo khoác. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có quyết định thành lập đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin tố giác về hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Ban chỉ đạo 389 thành phố Đà Nẵng. Theo đó, đường dây nóng này sẽ tiếp nhận thông tin của người dân tố giác về hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, cũng như tố giác các cá nhân đơn vị chức năng không thực hiện đúng đầy đủ nhiệm vụ, có hành vi tiêu cực, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại bất kỳ thời gian nào trong ngày. Số điện thoại đường dây nóng sẽ do Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường và tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo 389 thành phố quản lý. Ngoài ra, người dân cũng có thể phản ánh các hành vi tiêu cực trong lĩnh vực quản lý thị trường về địa chỉ email Ban chỉ đạo 389 amoc@danang.gov.vn. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cá nhân được giao phụ trách đường dây nóng có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý thông tin tố giác về hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định.
Mới đây phản hồi thông tin về việc tập đoàn điện lực Việt Nam EVN đang nợ 4.200 tỷ đồng của tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam TKV, ông Lê Quang Tri, phó tổng giám đốc EVN khẳng định đến hết quý 1 năm 2017, EVN và các tổng công ty phát điện 1, 2, 3 thuộc EVN chỉ nợ TKN khoảng 1.000 tỷ đồng. Hiện nay EVN ký hợp đồng mua than với TKN để phục vụ hoạt động sản xuất điện cho nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1. EVN đã chỉ đạo khẩn trương thanh toán tiền mua than cho TKV trong trường hợp thiếu vốn phải vay vốn lưu động để thanh toán dứt điểm đúng hạn. Nối tiếp chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thời tiết nắng nóng kéo dài trong thời gian qua đã làm gia tăng nguy cơ cháy rừng tại các khu rừng sản xuất liền kề với các cánh rừng nguyên sinh. Để ngăn chặn nguy cơ cháy rừng, các ngành chức năng tỉnh Quảng Nam đang triển khai nhiều biện pháp cấp bách, đặc biệt là tuyên truyền trong đồng bào các dân tộc thiểu số về nguy cơ cháy rừng trong mùa khô, ghi nhận tại huyện Nam Giang, địa phương có rừng nguyên sinh nhiều nhất tỉnh Quảng Nam. Đây là buổi tuyên truyền của cán bộ kiểm lâm, hạt kiểm lâm huyện Nam Giang về công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại thôn Ngói, xã Cà Di. Nhờ thường xuyên được tuyên truyền nên đồng bào ở thôn Ngói ai cũng nhận thức rõ về phương pháp phòng cháy rừng, bỏ dần thói quen đốt rừng làm nương rẫy hoặc đốt thực bì. Cùng với việc duy trì và thực hiện các hương ước bảo vệ rừng đã được xây dựng tại 14 thôn trên địa bàn. Ngay từ đầu mùa khô năm 2017, ngành kiểm lâm huyện chủ động phối hợp với các xã thị trấn củng cố các tổ đội quần chúng bảo vệ rừng ở 18 thôn nhằm ứng phó dập lửa kịp thời nếu có trường hợp cháy rừng xảy ra. Với phương châm phòng là chính, ngành kiểm lâm địa phương còn tổ chức diễn tập phổ biến tuyên truyền theo phương châm 4 tại chỗ, bám sát và chủ động ứng phó với nguy cơ cháy rừng vào mùa khô. Đặc biệt chúng tôi cũng tổ chức họp tuyên truyền cho nhân dân để biết, đặc biệt nhất về những hộ mà phát rẫy hoặc là cứ đốt bằng ông. Tôi cũng hết sức như là cuốn tiệt tuyên truyền dần dò đến hộ đốt rẫy cũng như là phải có phát cũng như hành lang đừng để nó cháy tràn lan. Nhờ chú trọng công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến những người dân bản địa về công tác phòng cháy chữa cháy rừng, đã giúp lực lượng chức năng huyện Nam Giang, nơi có diện tích rừng tự nhiên lớn nhất tỉnh Quảng Nam, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy rừng ở địa phương. Thưa quý vị, Thạch Hãn và Vĩnh Định là hai trong số những con sông quan trọng của tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, dòng chảy của sông bị thay đổi, nên hàng năm các hồ sóng ven sông bị mất dần đất sản xuất, nhiều nơi sạt lở lấn sâu vào sát nhà dân. Gia đình ông Nguyễn Văn Tự đã hơn 30 năm sống ở khu vực Ba Bến thuộc phường 2 thị xã Quảng Trị. Hàng năm, cứ sau một cơn lũ thì gia đình ông lại phải chứng kiến đất sản xuất của mình bị mất dần theo dòng sông Vĩnh Định. Càng ngày là coi là cái đất càng mất, cho nên là coi cái diện tích càng thu hẹp lại đất. Tôi thì cho đến bây giờ thì đã lỡ khoảng 10 đến 12 mét. Sống dọc theo con sông Vĩnh Định ở khu vực xóm Ba Bến, phường 2 thị xã Quảng Trị có 60 hộ dân. Toàn bộ chiều dài khu vực người dân sinh sống là 2 km nhưng đã có khoảng 500 mét bị sạt lở. Tình trạng sạt lở bờ sông đang là nỗi lo lắng của chính quyền địa phương nơi đây, bởi họ chưa có giải pháp nào để khắc phục trước vấn đề sạt lở đã và đang đe dọa đến các hộ gia đình ở khu vực xóm Ba Bến này. Với tình trạng sạt lở như hiện nay thì nhiều hộ dân sống ven sông Thạch Hãn và Vĩnh Định sẽ khó mà giữ được ngôi nhà của mình mỗi khi mùa mưa lũ về. Những ngày lễ, khách du lịch và người dân khi đến bãi biển Bình Sơn, tỉnh Ninh Thuận đều cảm thấy kém vui vì đài quan sát biển ở đây khá nhếch nhác, bốc mùi hôi thối, rất khó chịu. Theo ghi nhận, nhiều đoàn khách sau khi ăn uống chưa có ý thức dọn dẹp rác thải như vỏ ốc, bịch ni lông, chén nhựa nằm la liệt. Hệ thống lan can tại đài quan sát cũng bị gỉ sét. Nhiều vết nứt xuất hiện, dây điện được đấu nối khá cẩu thả. Khu vực nhà tắm dưới đài quan sát bị xuống cấp nghiêm trọng. Hệ thống nước không sử dụng được. Nhiều người nhầm tưởng đây là nhà vệ sinh nên đã sử dụng làm khu nhà tắm có mùi hôi rất khó chịu. Khi đã lên này thì rất là thất vọng bởi vì trên đây rác nước và đồ đạc bỏ khắp nơi. Sau đó thì tôi xuống đây để đi vệ sinh nhưng mà xuống đây thì càng thất vọng hơn, khu vệ sinh này quá hôi. Thiết nghĩ du khách khi đến những nơi công cộng cần đặt quyền lợi chung lên trên để đảm bảo vệ sinh môi trường. Đồng thời tỉnh Ninh Thuận cần có biện pháp cụ thể để duy tu, sửa chữa lại đài quan sát nhằm thu hút khách du lịch. Thưa quý vị, nhiều năm qua bãi đất trống trước chung cư Bình Phú, tổ 11, Hòa Trung, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã trở thành nơi tập kết xà bần trái phép, làm mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường, khiến người dân xung quanh bức xúc. Việc đổ trộm xà bần ở khu đất phía trước chung cư diễn ra từ nhiều năm nay. Hiện tại, núi xà bần này đã cao hơn con đường trước chung cư khoảng 2 mét. Theo người dân, xà bần được đổ chủ yếu vào ban đêm nên rất khó phát hiện. Đặc biệt, xà bần chỉ được đổ trong vài phút nên rất khó phát hiện kịp thời để xử lý. Vì thế, thời gian qua,
dù chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, dân quân, cán bộ mặt trận, môi trường và tổ dân phố, nhưng cũng chỉ bắt quả tang và xử lý được vài trường hợp. Thiết nghĩ chính quyền địa phương cần kiên quyết có biện pháp xử lý để giải quyết triệt để tình trạng trên, tránh để lâu dài ảnh hưởng chất lượng môi trường sống của người dân. Xin được chuyển sang phần tin an ninh trật tự, an toàn xã hội. Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện một vụ buôn lậu thiết bị y tế có giá trị lên đến hàng tỷ đồng. Lô hàng thiết bị y tế bị phát hiện là máy chụp CT các lớp đã qua sử dụng với trị giá khoảng trên 3,2 tỷ đồng. Được biết lô hàng này đang làm thủ tục quá cảnh sang Campuchia qua cửa khẩu Samad và bị lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện bắt giữ. Thiết bị y tế đã qua sử dụng là mặt hàng thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu vào Việt Nam. Đơn vị làm thủ tục quá cảnh lô hàng này là công ty cổ phần giao nhận vận tải Con Ong, có địa chỉ tại số 39B Trường Sơn, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, do ông Đinh Hữu Thạnh, sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú tại thành phố Hải Dương làm giám đốc. Khi làm thủ tục, đơn vị này đã khai báo là lô hàng nhập khẩu mới 100% nhằm trốn tránh việc phải xin giấy phép của Bộ Công Thương. Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cảnh báo đây là thủ đoạn buôn lậu mới. Các đối tượng lợi dụng tuyến đường hàng hóa quá cảnh đi Campuchia để buôn lậu. Ngày 4 tháng 5, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Nghệ An vừa tiến hành kiểm kê và bàn giao tang vật là hơn 2 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc cho cơ quan chức năng xử lý. Số hàng hóa không có giấy tờ hợp pháp gồm nước mắm, nước ngọt, tỏi khô và quả me. Trước đó, tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh, lực lượng chức năng phát hiện ông Ngô Quốc Đức, sinh năm 1967, trú tại địa phương, đang có hành vi mua bán hàng hóa không có thủ tục giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có tất cả 91 thùng cạc tông, bên trong gồm 432 chai nước mắm và 2.640 chai nước ngọt, đều do nước ngoài sản xuất. Được biết, số hàng hóa trên được ông Đức mua trôi nổi trên thị trường mang về tiêu thụ. Tiếp đó, tại quốc lộ 7A, đoạn qua thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tổ công tác Phòng Cảnh sát Môi trường phát hiện xe ô tô tải đang vận chuyển 2 tấn hàng hóa, chủ yếu là tỏi khô và quả me không rõ nguồn gốc. Ô tô tải chở số hàng này mang biển kiểm soát 37V0804 do ông Nguyễn Văn Phú, sinh năm 1956, trú tại huyện Quỳnh Lưu điều khiển. Thưa quý vị, dùng dao để giải quyết mâu thuẫn, Lê Văn Dương trú tại huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội giết người vào sáng ngày 4 tháng 5. Theo hồ sơ vụ án, do có mâu thuẫn từ trước nên khi gặp anh Nguyễn Quy Tuấn, trú xã Long Bình, cũng đang ngồi tại một quán nước, Dương đã chạy về nhà lấy một con dao dài 50cm, quay lại chém vào đầu và lưng anh Tuấn. Khi anh Tuấn dùng bỏ chạy thì bị Dương tiếp tục đuổi theo, chém một nhát vào lưng. Lúc đó, một số người dân can ngăn và khống chế, tước con dao trên tay Dương nên Dương bỏ chạy về nhà. Riêng anh Tuấn bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Liên quan đến vụ hành hung 3 phụ nữ quay clip tung lên mạng, diễn biến mới nhất trong đêm qua, Công an quận 2 thành phố Hồ Chí Minh đã mời về làm việc, tạm giữ hành chính nghi can Phan Sơn Hùng, chủ nhân Facebook Phan Hùng, trú tại quận Gò Vấp để phục vụ công tác điều tra. Công an xác định Phan Hùng có mặt trong nhóm người tấn công bà Lê Mỹ Hạnh cùng hai người bạn tại căn nhà trên đường Trường Não, phường Bình An, quận 2 vào chiều ngày 2 tháng 5. Đồng thời, Phan Hùng chính là người dùng điện thoại di động quay lại diễn biến vụ việc và phát tán trên Facebook cá nhân. Hiện công an đã có thông tin về những người tham gia hành hung hội đồng ba phụ nữ và đang mời lên làm việc. Đồng thời, trong chiều tối ngày 4 tháng 5, Công an quận 2 đã mời làm việc với bà Lê Mỹ Hạnh cùng hai người bạn là nạn nhân của vụ tấn công. Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, ngày 5 tháng 5, bà Hạnh sẽ được trưng cầu giám định thương tích để có căn cứ xử lý các bước tiếp theo. Sau một thời gian phát lệnh truy nã, Công an huyện Cờ Bang, tỉnh Gia Lai vừa bắt giữ đối tượng Hà Ngọc Lâm, 28 tuổi, trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Cờ Bang. Đây là đối tượng cuối cùng bị bắt trong số 18 đối tượng khai thác trái phép hai cây gỗ hương tại tiểu khu 90 thuộc lâm phần do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Krông Ba thuộc địa giới hành chính xã Krông, huyện Cờ Bang vào ngày 9 tháng 9 năm 2016. Tháng 9 năm 2016, khi biết tin tại tiểu khu 90 thuộc địa giới hành chính xã Krông có hai cây gỗ hương lớn đã chết, Nguyễn Anh Quyện, 30 tuổi, trú tại tổ dân phố 2 thị trấn Cờ Bang, nảy sinh ý định khai thác để bán kiếm tiền. Huyện đã bàn bạc rủ thêm 17 đối tượng khác và một số người dân tộc thiểu số trên địa bàn cùng trú tại huyện Cờ Bang mua sắm máy cưa và các công cụ khác vào khai thác trái phép hai cây gỗ hương nói trên với khối lượng gỗ thu được là 30,166 mét khối. Trong quá trình vận chuyển gỗ ra khỏi rừng thì bị lực lượng chức năng phát hiện ngăn chặn. Sau khi vụ án xảy ra, Công an huyện Cờ Bang đã nhanh chóng vào cuộc khởi tố vụ án, điều tra truy bắt 18 đối tượng liên quan về hành vi vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng.
Phần cuối chương trình như thường lệ là tiểu mục vấn đề hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Ủy ban nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội đề xuất sớm di dời nhà máy xe lửa Gia Lâm để sử dụng quỹ đất phù hợp với quy hoạch. Báo cáo với Thành ủy thành phố Hà Nội vào ngày 11 tháng 4, Ủy ban nhân dân quận Long Biên khẳng định nhà máy này sử dụng sai mục đích, không hiệu quả, gây lãng phí và ô nhiễm môi trường. Dù đây chỉ mới là đề xuất, nhưng đã nhận được nhiều ý kiến bày tỏ quan ngại về mục đích sử dụng thửa đất này sau khi di dời nhà máy. Phóng sự sau sẽ đề cập xung quanh vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Đây là khu đất vàng rộng hơn 20 hectare của nhà máy xe lửa Gia Lâm, nằm ở vị trí đắc địa của quận Long Biên. Khuôn viên rộng bao gồm hệ thống đường giao thông nội bộ, cống ngầm, hồ điều hòa hàng chục nghìn mét vuông. Bên trong các nhà xưởng, công nhân đang sản xuất các toa tàu hàng, tàu khách theo đơn đặt hàng của ngành đường sắt. Thế nhưng, một cơ sở công nghiệp đường sắt với trên 100 tuổi có vai trò quan trọng trong vận hành, duy trì và phát triển hệ thống đường sắt quốc gia lại đang bị quận Long Biên đề xuất di dời. Trước đề xuất này, một số người dân và nhiều ý kiến phản biện bày tỏ băn khoăn lo ngại về mục đích sử dụng thửa đất này sau khi di dời và những tốn kém đối với ngành đường sắt nếu di dời. Hoàn toàn là tôi thật băn khoăn, tức là từ hôm nọ là nghe các thông tin là tôi thấy nói chung là rất nhiều người ta lao sao về chuyện này, chứ chẳng phải riêng gì tôi cả. Công trình gì mà nếu nó có lợi cho đất nước thì chúng ta nên làm, chứ còn mà bây giờ làm chuyển nhà máy đi, một cái nhà máy lớn như vậy, đầu tư kinh phí lớn như vậy mà chuyển đi mà chưa có kế hoạch rõ ràng, này phải mất tiền, mất của dân, của nước, đấy thì cái đó là không lên. Lúc đầu thì cũng rất là nhiều cán bộ công nhân viên cũng rất là cũng lo lắng đã phải chuyển đi, vì hầu hết cái số người lao động làm tại công ty xe lửa Gia Lâm này hầu hết là họ đều ở gần quanh khu vực công ty xe lửa Gia Lâm. Đấy, và hai nữa là cái chỗ công ty xe lửa Gia Lâm này nó là một cái vị trí được xây dựng từ thời Pháp. Đấy, nó thiết kế nó rất là đồng bộ, nếu mà phải di chuyển đi thì cái kinh phí di chuyển đi nó rất là tốn kém, bằng nhiều tỷ đồng chứ không phải là ít. Hiện nhà máy xe lửa Gia Lâm đang đảm nhận sửa chữa, đóng mới, sản xuất, phục hồi phụ tùng đầu máy, toa xe, kiểm định đồng hồ áp lực và mẫu kim loại. Theo ngành đường sắt, tới đây ngành sẽ tập trung đóng mới 100 đầu máy và nhiều đoàn tàu hiện đại tại nhà máy này để phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh, và nếu di dời sẽ gây thiệt hại lớn. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 36 năm được phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. Cho vay với lãi suất ưu đãi để giải cứu ngành chăn nuôi. Lâm Đồng độc đáo phương pháp rửa nhện hoa hồng thay cho thuốc độc hại. Bình Dương truy sát kinh hoàng trong đêm, ba thanh niên bị đâm gục trên vũng máu. Giá thuốc đang ngoài tầm kiểm soát.